Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách này không chỉ nói về công lao của ông Ba Quốc, mà nói về những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua, về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình vợ chồng, cha con, thầy trò, những bài học về nghề, về người, về đời của ông để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành tình báo, tiếp thu trong quá trình trưởng thành. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thiếu tướng tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, mật danh Ba Quốc 1922-2022. Tự truyện Người Thầy, tác giả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tập 15. Dọc dài biên giới. Thời gian rong ruổi biên giới phía Bắc của thầy trò tôi có nhiều câu chuyện nhớ lại vẫn thấy vui. Thời điểm đó, ông Ba Quốc vốn không thuộc nhiều địa bàn biên giới phía Bắc, nhưng rất may ông Ba Quàng lại là người Lạng Sơn. Cách mạng tháng 8 năm 1945, ông Ba Quang là chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa thị xã Lạng Sơn, còn phó chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa là ông Mạc. Sau này ông Mạc làm bí thư thị ủy Lạng Sơn rồi về nghỉ hưu. Ông vô cùng nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Lúc bấy giờ chúng tôi đi xe UAZ, lái xe là cậu Dĩnh, phục vụ là cậu Đồng. Trên xe ông Ba Quốc ngồi trước, Đồng ngồi ở ghế sau. Một bên là ông Ba Quang, một bên là tôi. Năm thầy trò cứ thế rong ruổi đi Lạng Sơn, Cao Bằng, một số thị xã giáp biên giới, rồi lộn về Quảng Ninh và một số địa phương khác. Chúng tôi cứ theo đường số 4 chạy dọc biên giới và một số đoạn đường mòn buôn lậu, bởi ở những chỗ nào có buôn lậu thì những đoạn biên giới đó không có mìn. Hồi ấy ở biên giới, mìn được cài vô tội vạ. Ta cài, nước láng giềng cũng cài, địa phương cài, chủ lực cài, du kích cài, thanh niên xung phong cài. Phải nói là nửa thời bình nhưng vẫn căng thẳng, thậm chí nguy hiểm. Trong một chuyến đi Lạng Sơn vào tháng 11 năm 1989, tôi nhớ là chớm đông, trời miền núi rất lạnh. Vì ông Ba Quang từng là chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa năm 1945 và là bí thư đầu tiên của thị xã Lạng Sơn, nên khi ông quay lại Lạng Sơn ví như cá xuống nước. Lên đến nơi, chúng tôi không ở khách sạn mà ở tại gia đình ông Mạc. Nhà ông Mạc ở rìa đường phía tây trái từ Hà Nội lên và là nơi xuất phát điểm xe hàng biên mậu đi sang biên giới. Nhà ông ấy làm dịch vụ xếp dỡ hàng chứ không làm chủ buôn. Những câu chuyện đêm khuya của tôi với ông Ba từ bếp lửa ở nhà ông Mạc. Vì thầy trò chúng tôi mới ở trong Nam ra, lần đầu tiên ngỡ ngàng khi buổi sáng sớm tinh mơ ngủ dậy thấy có sẵn vỏ xôi, đĩa muối vừng. Nhưng rất lạ, thấy ông chủ nhà còn mang ra chai rượu mời mỗi người vài ly. Hóa ra ngoài Bắc lạnh nên buổi sáng người ở đây thường hay uống rượu. Từ Lạng Sơn sang Cao Bằng, chúng tôi tiếp tục đi đường số 4 qua Đông Khê, Thất Khê, dọc biên giới nhìn được sang nước láng giềng. Đây là con đường chỉ có đá hộc, bây giờ đi qua đó chỉ mất khoảng 3 đến 4 tiếng, nhưng hồi đó đi mất cả ngày trời, vất vả vô cùng. Dọc đường đi, tôi nói ông Ba: "Chú ngồi sau đi." Vì hồi đấy tình hình còn đang căng thẳng, rất lo lắng vì bên kia có thể pháo kích hoặc bắn tỉa. Nhưng ông Ba nhất quyết: "Không, tôi ngồi ghế trước." Và ông cứ giữ cái ghế đó ngồi suốt hành trình. Những chuyến đi của chúng tôi thời điểm đó ở trong một khung cảnh nửa hòa bình, nửa chiến tranh, lạ lẫm vô cùng, không hề giống ở Hà Nội, càng không giống thành phố Hồ Chí Minh. Bởi dưới kia là xã hội sôi động, thanh bình, sung sục lo làm kinh tế, thì lên đây thấy cả một dải biên giới chết cứng, căng thẳng, người dân không lúc nào được yên. Từ đó mới thấy được ước mong hòa bình của người dân biên giới, và hóa ra đất nước mình vẫn chưa có hòa bình. Qua những chuyến đi như thế mới thấy được gian khổ của người dân và bộ đội ở biên giới phía Bắc.
cả nước đang sống trong thời bình thì nơi đây đang sống trong chiến tranh. Không ai hình dung được cuộc sống dậm chân tại chỗ là như thế nào nếu không lên đó. Hồi đó giáp biên giới không có người dân ở, chỉ có bộ đội. Tôi còn nhớ mục sở thị hình ảnh thị xã Cao Bằng khi đó là cả một vùng đất chết. Chiếc cầu qua thị xã bị đánh sập trong chiến tranh, phải đi cầu phao. Người dân sơ tán hết, chẳng còn ai, vô cùng hoang vu. Nghĩ lại mới càng thấy chủ trương của ta tìm cách hòa bình hóa với nước láng giềng để bình yên cả một dải biên giới giá trị như thế nào. Phải đi các cung đường như vậy mới thấm được. Chuyến đi ấy, thầy trò tôi gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng cuối cùng đã thành công là nhờ bản năng tình báo, khả năng dự cảm vô cùng nhạy bén của ông Ba Quốc. Thầy trò tôi đã ở phía Bắc từ cuối năm 1989 đến cuối năm 1990. Nhiệm vụ kết nối để truyền đạt thông điệp hòa bình của Việt Nam đã được hoàn thành. Nước láng giềng đã có tín hiệu phản hồi tích cực về mong muốn hữu nghị, hòa bình, bình thường hóa quan hệ hai nước. Trước mắt là dừng xung đột quân sự ở biên giới. Trong nhiệm vụ lần này có sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Vai trò của ông Ba là hoạch định kế hoạch, tuyển chọn những người thực hiện và trực tiếp chỉ đạo từng bước trong khâu tổ chức thực hiện. Tôi còn nhớ hàng ngày hai thầy trò cứ gặp nhau là nói chuyện. Ông Ba dặn tôi: cậu phải thế này, cậu phải thế kia. Rồi thầy trò tôi đánh giá đi, đánh giá lại, ngày nào cũng thế. Hồi đấy chúng tôi dành hết tâm sức phục vụ cho kế hoạch này và không ngờ thành công đến như thế. Nhưng cũng không ngờ phát sinh nhiều khó khăn, trắc trở, không lường trước. Điều động viên lớn nhất đối với thầy trò tôi là thường xuyên được gặp gỡ, báo cáo tình hình với ông Sáu Nam. Thấy ông hài lòng với những kết quả mà chuyến công tác dài ngày đó đem lại. Ký ức về những cố nhân. Trong hành trình dọc dài biên giới phía Bắc hơn một năm trời ròng rã ấy, tôi đã học hỏi được thêm nhiều bài học, kinh nghiệm tác chiến trong thời bình nhưng chưa yên. Đây cũng là quãng thời gian ông Ba có nhiều thì giờ để dạy cho tôi những bài học quý thông qua những câu chuyện quá khứ của ông. Mà ở đó tôi được biết sâu hơn về con người ông, về tình cảm sâu kín của ông với đồng chí, đồng đội, thậm chí với những người phụ nữ rất đặc biệt trong quãng thời gian ông chân ướt chân ráo hoạt động cách mạng. Ông Tạo Quậy và người vợ định mệnh của ông Ba. Người đầu tiên phát hiện và đưa ông Ba vào ngành công an, tình báo là ông Nguyễn Tạo, còn gọi là Tạo Quậy, Tạo Doãn. Ông Tạo là người có tác động sâu sắc tới ý chí và tình cảm của ông Ba trong thời kỳ đầu hoạt động cách mạng. Hồ sơ của tổ chức đề cập tới mối quan hệ giữa ông Ba Quốc và ông Tạo Quậy như sau. Trong lời phát biểu của đồng chí Tạ Minh Trí có một điều làm cho đồng chí Quốc ngượng ngập. Đó là đồng chí Tạ Minh Trí nói: qua sự giới thiệu của anh Doãn, đồng chí trước đây đã là nòng cốt của đội công an đặc biệt, thì giờ đây chúng tôi trông cậy vào đồng chí làm rạng rỡ cho ngành điệp báo. Đồng chí Quốc suy nghĩ: làm rạng rỡ cho ngành điệp báo? Một lời động viên mà có lẽ mình không bao giờ xứng đáng. Nhưng đúng là có sự trao đổi giữa đồng chí Trí và đồng chí Doãn. Hình ảnh đồng chí Doãn, một cán bộ có nước da ngăm đen, mặt vuông, hơi rỗ, rất độ lượng, rất yêu thương cán bộ và cũng rất thông minh, rất mưu trí, kiên cường khi phải chạm trán với địch, hiện lên thôi thúc đồng chí lên đường. Đồng chí Quốc tự hứa: không xứng đáng, nhưng các anh ấy đã tin, đã giao thì cũng phải cố gắng cho xứng đáng. Ông Tạo vốn ở ngành công an, ông từng chỉ đạo ông Ba Quốc tham gia phá vụ án Ôn Như Hầu, vụ Tuần Phủ Bắc Ninh. Sau đó giới thiệu ông Ba với cơ quan tình báo quân sự năm 1949. Khi ông Ba công tác tại Thanh Trì, Hà Nội, ông cùng thanh niên và nhân dân của khu vực đó xây dựng chính quyền mới. Nhưng sau một thời gian,
ông ba được giới thiệu vào ngành công an, lúc bấy giờ gọi là ty Liêm Phóng Hà Nội. Lúc ấy ông Tạo là trưởng ty. Ông ba vào ngành công an không phải vì lương bổng, chức tước gì, mà vì hồi đó mới giành được chính quyền, cứ được giao nhiệm vụ là cống hiến. Ở đó ông ba trực tiếp làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Tạo, người anh và cũng là người thầy mà ông vô cùng ngưỡng mộ, trân trọng. Đặc biệt trong vụ Ôn Như Hầu năm 1946 do ông Tạo trực tiếp chỉ đạo, có bà Thanh cùng tham gia. Qua vụ án đó, ông ba và bà Thanh quen nhau rồi trở thành vợ chồng do chính ông Tạo đứng ra làm chủ hôn. Ông ba và ông Tạo có nhiều kỷ niệm trong quá trình hoạt động cách mạng. Ở giai đoạn ông ba mới vào nghề, sau này ông Tạo rời khỏi ngành công an và sang ngành kinh tế. Chức vụ cuối cùng là Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, lấy tên là Nguyễn Tạo. Sau năm 1975, ông ba có gặp lại ông Tạo, nhưng vì ông Tạo xa ngành quá lâu nên giữa họ chỉ còn kỷ niệm chung thuở mới vào nghề. Đánh giá về hoạt động điệp báo của ông Ba Quốc trong lòng địch thời kháng chiến chống Pháp, hồ sơ của tổ chức ghi như sau. Năm 1950, khi Cục Tình báo Chiến lược triển khai mở rộng phạm vi hoạt động tại địa bàn Hà Nội, ty điệp báo Nha Công an giải tán, đồng chí sắp nhập trong danh sách của Cục Tình báo Chiến lược. Sự kiện này đồng chí cũng không biết. Khi đồng chí vào tới Hà Nội thì mất liên lạc. Từ tháng 5 năm 1950, đồng chí chỉ loay hoay vì yêu cầu liên lạc. Ba lần móc nối liên lạc với hình thức chủ động, tích cực và táo bạo. Nhưng tới lần thứ ba, đồng chí mới nhằm đúng vào được một cơ sở của ngành quân báo cũ. Khi ấy, đồng chí mới gặp được tổ chức. Tháng 6 năm 1950, đồng chí móc nối lại được với tổ chức, liên lạc được với tổ chức, cán bộ, đồng chí Văn Tùng vào hướng dẫn công tác. Lúc này đồng chí mới có khái niệm về công tác tình báo chiến lược, khái niệm về đi sâu, leo cao, xây dựng lực lượng. Cuối năm 1950, đồng chí được lệnh ra chiến khu học tập về nghiệp vụ. Không ngờ chuyến đi này đồng chí lại bị mìn, phải nằm điều trị. Cả đi và về mất trên 20 ngày, trong khi đó chỉ xin phép vắng mặt từ 5 đến 7 ngày, khi về mang theo thương tích. Bị địch nghi ngờ ra vùng giải phóng liên lạc với kháng chiến, nhờ có Đàm Y, quận trưởng quận 1 Hàng Trống, là tay chân đắc lực của Tổng trấn Bắc Việt Nghiêm Xuân Thiện, nên địch cho hồi chức và làm việc trở lại, nhưng vẫn tiếp tục điều tra. Đàm Y lại một phen cứu gỡ, xóa hẳn được vết tích. Năm 1946 là một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết. Ông ba được ông Tạo giao nhiệm vụ tham gia phá vụ án Ôn Như Hầu. Lúc ấy ông ba không biết đó là vụ gì, chỉ biết là được ông Tạo giao theo dõi ngoại tuyến ở tòa báo Hoa Việt trên phố Quán Thánh. Cứ có ai ra vào thì báo cáo với ông Tạo. Lúc bấy giờ ông ba cũng chưa có nhiệm vụ công an, không ai dạy về ngoại tuyến. Ông chỉ đứng đó lượn lờ các hàng quán để theo dõi rồi báo cáo tình hình cho ông Tạo. Ông ba không nhớ nhiều về nhiệm vụ này vì ông không phải người đi sâu vào vụ án. Bên cạnh ông ba có một số người nữa, nhưng ông không biết họ, mỗi người biết việc của mình. Tuy nhiên nhiệm vụ của ông được phân công phối hợp cùng với một cô liên lạc viên tên Thanh. Cô Thanh là người đưa tin của ông ba. Hàng ngày cô đi qua chỗ ông ba, nghe ông báo tin rồi về báo cáo lại với ông Tạo. Giai đoạn cùng công tác này đã khiến họ dần nảy sinh tình cảm. Sau này ông Tạo giới thiệu mai mối ông ba với cô Thanh, và cuộc mai mối thành công. Năm 1946 họ cưới nhau. Tuy nhiên trước khi thành thân, trong lúc hai ông bà đang tình trong như đã, mặt ngoài còn e, chưa có gì danh chính ngôn thuận, thì ông bà lại tham gia những vụ án khác gắn với một số người phụ nữ đáng nhớ trong đời. Người con gái tuần phủ Bắc Ninh. Trong lúc ông Tạo đang mai mối người nữ đồng chí tên Thanh cho ông bà, thì người thủ trưởng ấy cũng được chứng kiến một người phụ nữ khác
bày tỏ thầm thương trộm nhớ cấp dưới của mình, thậm chí còn gửi chăn màn và áo ấm cho ông bà thông qua ông Tạo. Tôi nhớ trong một chuyến đi công tác Bắc Ninh để tuyển cán bộ tại trường sĩ quan chính trị, khi đi qua một ngôi nhà nằm trong khuôn viên Ủy ban Hành chính Bắc Ninh, ông bà chỉ tay bảo tôi: "Ngôi nhà này với tôi nhiều kỷ niệm lắm cậu ạ. Năm 1945-1946, sau khi mình giành chính quyền, ngôi nhà này của Tuân phủ Bắc Ninh. Ông này không có nợ máu với nhân dân mà còn có công vì đã giao chìa khóa thành Bắc Ninh cho cách mạng lúc khởi nghĩa nên không bị chính quyền trừng trị." Theo lời kể của ông ba, năm 1945-1946, Bắc Ninh là vùng giải phóng. Ông Tuân phủ Bắc Ninh tham gia Việt Quốc được coi là hậu duệ của nhóm Nguyễn Thái Học trước đây. Lúc bấy giờ ông Tạo Doãn giao cho ông ba thâm nhập gia đình này, nắm xem họ có theo Việt Quốc âm mưu làm phản hay không. Nhà Tuân phủ Bắc Ninh có hai chị em khoảng 18 đôi mươi, xinh đẹp nổi tiếng. Cụ chị đã lấy chồng. Ông ba thâm nhập vào nhà Tuân phủ Bắc Ninh bằng cách bày trò coi bói. "Để làm quen, tôi nói có nghề coi tay, rồi bảo hai chị em cho tôi coi. Hai cô thích lắm. Đầu tiên tôi xem cho cô chị, tôi bảo chồng cô làm to. Thực ra tôi đâu biết." Cô chị bảo: "Đúng rồi." Tới lượt cô em, thấy dáng nhu mì, đài các lắm. Tôi nói cô em sau này tình duyên trắc trở. Thế mà hai chị em cũng tin. Coi tay cho phụ nữ phải nhớ hai điều: một là tình duyên trắc trở, hai là hậu vận tốt đẹp, lấy được người chồng yêu thương, chiều chuộng mình. Hai điều ấy bao giờ cũng đúng cậu ạ. Sau đó ông thường xuyên ra vào nhà Tuân phủ và xác minh đúng ông bố của hai cô này có tham gia tổ chức Việt Quốc. Khi báo cáo ông Tạo Doãn, ông quyết định bắt người. Ông Tạo Doãn cho bắt ông Tuân phủ, bắt cả tôi cho đỡ lộ. Tôi vào cửa trước, ra cửa sau, còn ông kia thì bị nhốt riêng do ông Tạo Doãn trực tiếp hỏi cung. Mấy hôm sau ông Tạo Doãn tủm tỉm hỏi tôi: "Chú có gì mà mấy cô kia mê chú thế?" Rồi ông Tạo kể cho ông ba nghe, hai cô con gái Tuân phủ Bắc Ninh đem vào ty công an hai cái áo ấm, một cái màn gặp ông Tạo. "Nhờ ông gửi cho bố em và ông tá." Hai cái áo, mỗi người một cái thì rõ rồi. Ông Tạo lại hỏi: "Còn cái màn thì gửi cho ai?" Thấy cô chị lúng túng không nói gì, nhưng cô em mặt đỏ ửng, chân di di xuống sàn nhà, lòn lèn bảo: "Bố em ít ngủ, đêm nào cũng thức nên muỗi đốt không sao, nhưng anh tá còn trẻ nên nhờ ông gửi cho ông ấy cái màn." Ông ba kể lại cho tôi mà cứ tủm tỉm cười rồi bảo: "Ông Tạo hóm thế cậu ạ, hỏi gì mà ác thế chứ." Tôi hỏi ông ba sau này có gặp lại cô con út nhà Tuân phủ ấy không. Ông bảo: "Sao mà gặp được." Ông không biết cô gái ấy đã lưu lạc ở đâu, nhưng ông bảo với tôi là không bao giờ ông quên câu chuyện ấy. Ông ba là người có sức thu phục lòng người, tạo được sự tin cậy kể cả với những người không cùng chiến tuyến, mà không chỉ với một trường hợp. Cô gái làng Lim cũng liên quan đến những người phụ nữ đặc biệt trong hành trình theo cách mạng của ông ba. Có một câu chuyện rất nặng tình mà tôi được nghe ông kể. Sau đó tôi lại cùng ông đi tìm người cũ, nhưng rồi lại có một cái kết buồn. Trong những chuyến đi dọc biên giới phía Bắc, ông ba giữ thói quen không ngủ trên mỗi hành trình. Đó cũng là khoảng thời gian ông kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện riêng tư. Trong đó có câu chuyện về một người phụ nữ thầm thương trộm nhớ ông. Hôm đó trên đường đi Lạng Sơn, khi qua sông Đuống, tự nhiên ngồi trên xe nhìn cảnh nhớ người, ông ba trầm ngâm kể: "Năm 1950, sau một thời gian tôi làm công an của chính quyền Pháp thuộc ở Hà Nội, anh Tạo Doãn chỉ đạo. Lúc ấy tôi được lệnh ra ngoài chiến khu ở Đại Từ, Thái Nguyên, chủ yếu là để chuyển cơ quan quản lý tôi từ nha công an Bắc Bộ sang bên nha tình báo Trung ương,
rồi dự khóa huấn luyện nghiệp vụ đầu tiên về nghề tình báo. Người chỉ đạo tôi khi đó là ông Trần Hiệu. Tôi đã có 2 tuần để học một số bài học về tình báo từ đồng chí Mã, chuyên gia Trung Quốc, nhưng chủ yếu học qua tài liệu. Vào khoảng thời gian cuối năm 1949, người thủ trưởng đầu tiên của ông ba từ thời kỳ ông ở công an xung phong là ông Tạo Doãn đã đưa ông tới gặp đồng chí Tạ Minh Trí và đồng chí Soạn tại tiểu đoàn 610 ở Chi Nê, Ninh Bình. Thời kỳ đó, Ti Tình Báo nằm trong Tổng Nha Công An và đến giữa năm 1950, Cục Tình Báo Chiến Lược mới tách khỏi Nha Công An và điều chỉnh bổ sung một số cán bộ. Đồng chí Tạ Minh Trí là một trong số người chuyển sang Cục Tình Báo Chiến Lược. Do đó, ông Ba Quốc cũng nằm trong số cán bộ điệp báo sẵn có của công an chuyển theo sang. Ông Ba nhận nhiệm vụ vào lại Hà Nội hoạt động điệp báo với quy ước liên lạc vào ngày 15 hàng tháng tại số nhà 80 phố Hàng Bạc. Đây là đầu mối liên lạc với tổ chức. Lúc đó chưa có mật khẩu, chỉ cần xưng danh Thọ, người của ông Trí là chủ nhà sẽ nhận. Nói về những ngày lên đại từ Thái Nguyên để chuẩn bị quay trở lại Hà Nội hoạt động, hồ sơ cá nhân của ông Ba có đoạn: lòng phấn khởi được trở về hoạt động với tư cách một chiến sĩ an ninh ngay trên địa bàn mặt đối mặt với kẻ địch, vừa là công tác phù hợp, vừa là sự tự hào được cấp trên tín nhiệm. Mặc dù phương thức hoạt động cụ thể ra sao, bước đi sẽ có những thuận lợi, khó khăn gì, lúc đó còn chưa lường hết. Chỉ biết trong lòng lúc đó thích thú, hăng say thực hiện nhiệm vụ, tin tưởng vào tổ chức, công việc đi tới đâu sẽ tính tiếp tới đó. Ông Ba bảo lúc đó còn chưa có khái niệm rõ nét thực sự thế nào là điệp báo, ngoài cảm quan chung chung là hoạt động bí mật. Ăn sâu vào tâm trí ông lúc đó là lời giới thiệu của đồng chí Tạ Minh Trí. Qua sự giới thiệu của anh Doãn, đồng chí trước đây đã là nòng cốt của đội công an đặc biệt, thì giờ đây chúng tôi trông cậy vào đồng chí làm rạng rỡ cho ngành điệp báo. Ông Ba lúc đó cảm giác như không xứng đáng với lời động viên ấy, nhưng cũng tự hứa với mình: không xứng đáng, nhưng các anh ấy đã tin, đã giao thì cũng phải cố gắng cho xứng đáng. Thời gian đó, ông Ba tận dụng mọi mối quan hệ để tìm chỗ đứng và củng cố vị trí trong lòng địch. Ông cũng đến địa chỉ số nhà 80 phố Hàng Bạc liên lạc nhưng bị từ chối. Không liên lạc được với tổ chức, ông Ba suy tính tìm cách tiếp cận với vùng giải phóng. Dùng giấy tờ hợp pháp do Pháp cấp, ông đi khắp Sơn Tây, Hà Đông, Bắc Ninh với lý do nghe có người mách thấy vợ ông buôn bán ở các tuyến đó. Thực chất ông Ba tìm đường để móc nối lại với tổ chức. Sau một thời gian, khi đã nối lại được liên lạc, ông được biết tổ chức đã điều động mình từ cơ quan công an Hà Nội sang nhà liên lạc, tức tình báo trung ương. Vì thế, ông được cử đi học khóa huấn luyện cấp tốc tại chiến khu Tuyên Quang và chính thức trở thành tình báo viên. Hồ sơ của tổ chức có ghi về việc ông gặp nạn trên đường công tác. Vào khoảng cuối năm 1950, đồng chí cùng với giao thông viên lên đường về chiến khu, dự kiến thời gian từ 5 đến 7 ngày, đi theo quốc lộ 3. Xế chiều ngày hôm đó, hai người đã tới vùng tranh chấp nghỉ ngơi để kịp giữa đêm vượt qua vành đai trắng. Không ngờ, vì không nắm được tình hình mới của địa phương đang chuẩn bị chống càn, hai người lùi trúng phải bãi mìn của du kích. Mìn nổ, giao thông viên hy sinh, đồng chí cũng bị thương nặng. May gặp được người phát hiện mang về cứu chữa. Đồng chí Quốc bị mảnh khắp người 10 chỗ nhưng tất cả đều ở phần mềm, do mảnh lựu đạn tự tạo của ta. Thời gian nằm điều trị và đi về mất 14 ngày. Tổ chức phải tranh thủ làm việc để đồng chí có thể mau chóng về Hà Nội vào dịp cuối năm. Về tới Hà Nội, đồng chí nói dối đàm y đi chơi, chẳng may bị thương hàn nên không về được. Gia đình biết đồng chí bị thương vì mảnh đạn, vì chẳng những vết thương chưa lành
mà ngay cả những vệt thuốc đỏ cũng chưa bay hết màu, loang lổ khắp người. Về vụ đó, ông ba kể cho tôi nghe cái cảm giác bỗng dưng chỉ thấy dưới đất chân rung lên chứ không kịp nghe tiếng nổ thì đã bị ngất đi, không biết gì nữa. Lần dính mìn đó, trên người ông để lại vô số vết thương ở chân, mông, lưng. Mấy ngày sau tỉnh dậy, ông ba thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà thắp đèn dầu, có người mẹ và cô con gái trạc đôi mươi. Người mẹ nhận với lính Pháp rằng ông là con của bà, chẳng may bị trúng mìn rồi đưa ông về nhà trị thương. Hai mẹ con thấy tôi tỉnh, cô con gái reo lên: "Mẹ, mẹ, ông ấy dậy rồi kìa." Bà mẹ thấy vậy mừng lắm, bảo với tôi: "Con ơi, con tỉnh rồi à?" Rồi bà khóc như tôi là con trai của bà. Bà bảo lúc đó thấy tôi dính mìn ở bờ đê, đoán là người của cách mạng nên hai mẹ con đưa về nhà cứu chữa. Hai mẹ con ở làng Lim, họ chăm sóc ông rất tận tình, lo cho ông từng miếng ăn giấc ngủ. Ông ngần ngừ mãi mới kể: "Lúc tỉnh dậy người còn đau lắm, nhưng tôi ngại quá vì thấy trên người đắp mỗi cái chăn, mình mẩy quấn băng, đắp thuốc hết các chỗ bị dính mìn, chẳng có quần áo gì cả, ngại ghê lắm." Suốt 8-9 ngày thì ông ba mới dần hồi phục, đứng dậy tập tễnh đi được. Lúc bấy giờ ông quyết định không về Hà Nội mà vẫn đi lên Đại Tử Thái Nguyên để báo cáo cấp trên. Hai mẹ con họ chuẩn bị tay nải với đồ ăn đi đường cho tôi. Tôi chào họ rồi cất bước. Lúc ra đến đầu bờ đê, trời vẫn còn xám xịt. Tôi cảm giác có ánh mắt dán chặt sau lưng mình. Ngoái lại, thấy cô con gái tựa cửa, nhìn hút theo tôi, không nói gì. Tôi bèn quay lại để hỏi cô có điều gì cần nói với tôi. Kể đến đoạn này, giọng ông trùng xuống. Gặng mãi cô ấy không nói, lúc sau cô mới mở lời, chúc tôi đi mọi sự tốt đẹp, thành công. Rồi cô bảo: "Có một chuyện mẹ em dạy là nam nữ thủ thủ bất thân, nhưng trong những ngày ông ốm đau, em chăm sóc, phục vụ ông, thay đồ cho ông. Kể từ lúc ấy, em coi ông là chồng em rồi." Lúc bấy giờ tôi không biết nói gì, đành liều hẹn: "Bao giờ cách mạng thành công, tôi sẽ quay lại gặp cô. Nếu không có tin, cô đến ngôi nhà bán đàn tại số 3 chấm Hàng Gai gặp ông Lâm hỏi tin về anh Thọ." Rồi ông ba quay lại nói với tôi: "Đây chính là quy ước liên lạc mà tổ chức giao cho tôi trước khi vào thành. Tôi chưa đến đấy và cũng chưa gặp ông Lâm bao giờ." Lúc đấy tôi nghĩ như thế thật, là cách mạng thành công, thế nào mình cũng về cảm ơn hai mẹ con cô ấy. Quả thực ông ba đâu biết đời ông đầy gian truân sau này. Khi trở lại nhà Đàm Y, dù nói dối trên đường đi bị sốt rét, nhưng Đàm Y không tin. Vì thấy vết thương chằng chịt trên mặt, chân, tay. Còn cơ quan mật vụ Pháp do Vũ Đình Lý là trưởng công an Hà Nội nghi ông là Việt Minh được phái vào Hà Nội để hoạt động nên ra lệnh bắt ông. Đàm Y dù có nghi ngờ ông, nhưng vì lý do riêng vẫn can thiệp không cho Vũ Đình Lý bắt, nên ông được yên ổn, nhưng bị Lý ghi vào hồ sơ tiếp tục bị điều tra, theo dõi. Câu chuyện kể đến đó thì ông ba im lặng. Chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình lên phía Bắc. Trên xe, đồng ga gật ngủ, ông ba Quang nhìn sang tôi nháy mắt. Chúng tôi nghe câu chuyện lâm ly quá. Ông ba Quang là nhà văn châm biếm nổi tiếng Sài Gòn ngày xưa, nhưng không thấy ông ba nói thêm gì cả. Lúc xe đi ngang bờ đê, ông ba Quốc chỉ tay bảo với chúng tôi: "Quãng đường này là chỗ tôi bị dính mìn." Tối hôm ấy, lên đến Lạng Sơn, tới nhà ông Mạc, ăn xong mấy thầy trò đi ngủ. Nhà có hai cái giường, chiếc giường đôi thì ông ba Quốc và cậu Dĩnh, cậu Đồng. Còn chiếc giường nhỏ thì tôi với ông ba Quang. Quay bên nào cũng khó. Xoay người ra phía ngoài, tôi thấy ông ba Quốc đang ngồi bên bếp lửa. Ông cũng không ngủ được. Tôi lồm cồm ngồi dậy, ông bảo tôi: "Ngủ đi, mấy ngày tới đi suốt, nhiều việc phải làm lắm."
Nhưng tôi ra ngồi cạnh ông bên bếp lửa. Ông bảo Dĩnh, nó ngủ gác lên ngực ông nặng quá, khó chịu nên không ngủ được. Tôi ngồi tỉ tê hỏi thêm về chuyện mẹ con cô gái làng Lim. Chú ơi, từ năm 1975 đến nay, 14 năm rồi, chú đã bao giờ đến thăm, tìm lại bà ấy chưa? Nói thật, sau năm 1975, cũng có lúc tôi muốn quay lại thăm họ. Nhưng công việc cuốn đi, năm này qua năm khác. Đến lúc mình có thời gian, có thể đi được, thì thấy cũng muộn rồi. Sau giải phóng 4-5 năm, mình mới quay lại, thì ăn nói với người ta như thế nào? Mặc dù tôi ghi ơn cứu tử của hai mẹ con họ, nhưng tôi lại bảo mình, thôi, không quay lại đó nữa. Trên hành trình của chúng tôi dọc đường biên giới, ông Ba Quốc kể tiếp về cô gái làng Lim. Lúc bấy giờ tôi có biết gì về nguyên tắc bí mật đâu. Anh Trần Hiệu cho tôi quy ước dự bị là cửa hàng bán đàn ở đầu hàng gai. Nếu tôi có vấn đề gì đứt liên lạc thì đến gặp ông chủ nhà tên là Lâm. Thế là tôi nói với cô gái, nếu đất nước thống nhất tôi sẽ quay về, hoặc cô muốn hỏi tin về tôi thì cô hãy đến địa chỉ đó hỏi ông Thọ, may ra họ biết. Tôi tỉ tê, chú ơi, giờ muộn còn hơn, bà ấy đã già đâu, cháu nghĩ chú nên về thăm cũng được chứ sao? Tôi ngại lắm cậu ạ. Nhưng tôi cứ vơ vào giục ông Ba, chú ngại gì, về người ta lại chả mừng quá. Thế rồi ông gật gù, ờ, hôm nào xong việc trên đường về, mình ghé qua tìm bà ấy. Hồi đó năm 1989, đất nước ta vẫn còn nghèo, nhưng biên giới thì đã bán nhiều đồ biên mậu. Tôi bảo cậu Đồng mua ít bánh kẹo, vỏ chăn con công để lúc về làm quà tặng. Đồng hỏi tôi, tặng ai vậy anh? Cứ biết thế. Xong tôi khấp khởi mừng thầm, còn lên kế hoạch hoành tráng là về nhà bà ấy ăn cơm. Biết chuyện, Đồng còn nhận phần, nấu nướng anh để em lo. Hôm ấy tôi dặn cậu Dĩnh phải đi từ sáng sớm. Từ Lạng Sơn về Hà Nội, hồi đó đi một ngày, đường rất xấu nên phải đi sớm, để sao cho khoảng 3-4 giờ chiều là về đến Lim. Nhưng hôm đó chiều muộn mới về đến đấy. Ông Ba chỉ đường cho chúng tôi vào làng Lim. Ông còn nhớ chỗ con đê cạn vào làng. Đến đoạn đường đất, mấy thầy trò xuống xe, trời đã sâm sẩm, xung quanh sương mù phủ dày đặc. Tôi nói Dĩnh với ông Ba Quang ngồi trên xe đợi. Ông Ba Quang phất đời bảo, ừ, thầy cho ông đi đi. Thầy cho tôi vào làng hỏi về mẹ con bà ấy mà trẻ già không ai biết. Nhớ lúc vào đến đầu làng, chúng tôi có hỏi một bà già đang ngồi co ro đầu ngõ thì bà bảo không biết. Nhưng lúc quay ra thì bà ấy lại hỏi, có phải các ông tìm hai mẹ con như thế không? Đúng rồi. Thế thì đúng rồi. Vậy thì bà mẹ mất đã lâu rồi, còn cô con gái lấy chồng ngoài Hà Nội, sau gọi theo tên chồng là Lâm. Chồng bà ấy nhà ở đầu hàng gai, gần nhà hàng Hồng Vân, Long Vân cạnh bờ hồ. Nhưng bà ấy mới mất hơn tháng nay rồi. Tôi quay lại nhìn ông Ba. Lúc đầu nghe nói nhận ra mẹ con bà ấy, tôi thấy ông hồi hộp, căng thẳng lắm. Đến lúc nghe cả người mẹ lẫn người con gái đều đã mất thì cảm giác như ông sững lại. Tôi tự trách mình, đúng là dại, cứ giục ông đi tìm để rồi chuyện này làm ông đau lòng. Hỏi kỹ ra mới biết, người con gái lấy ông chồng tên là Lâm ở đầu phố Hàng Gai, Hà Nội, là cửa hàng bán đàn gần nhà hàng Hồng Vân, Long Vân. Lúc quay ra xe, tôi trưng hừng bảo cậu Đồng, mày đi chậm phía sau, đừng mang túi quả lên xe nữa. Đem biếu bà già vừa rồi đi, để ông Ba nhìn thấy lại càng buồn thêm. Đến Hà Nội, ông Ba về thẳng nhà, không nói chuyện gì. Hôm sau tôi nói với cậu Đồng cùng tôi đến hàng gai. Cậu Đồng sợ lắm, nói với tôi, chú Ba mà biết mình đến hàng gai thì chết anh ạ. Chúng tôi đến địa chỉ nhà đó, vẫn thấy bán đàn guitar. Ngôi nhà mặt tiền chỉ khoảng 2 mét,
gặp con trai của người con gái làng Lim thuở ấy. Người con trai cho biết: mẹ tôi quen bố tôi sau năm 1954. Khi ấy bố tôi là chủ cửa hàng này. Nhiều lần bà đến hỏi ông về người đàn ông của bà ấy, một ông nào đó đi Nam nhưng đứt liên lạc. Bà ấy cứ đều đặn đến, lâu rồi thành quen ông. Mãi sau này khi nghĩ người đàn ông kia chết rồi thì bà ấy mới nhận lời yêu và lấy ông năm 1964. Năm 1965 sinh ra tôi. Giờ bố mẹ tôi đều mất cả rồi. Mẹ tôi trước khi mất vẫn dặn: thế nào ông Thọ cũng cử người về, con phải kể lại mọi chuyện cho họ. Về đến nhà ông ba, tôi cứ suy nghĩ mãi. Nhưng vì có bà Thanh ở đó nên tôi không dám nói gì. Ông biết là tôi đi tìm nhà ông Lâm rồi nhưng không nói gì. Chắc là ông cũng sốt ruột, nhưng ông lì lắm. Ở ngoài Hà Nội mấy ngày đó tôi không nói. Sau này vào Sài Gòn, ngồi với ông ở ngôi nhà trên đường Cộng Hòa, ông hỏi tôi: hôm nọ cậu đến nhà ông Lâm ở Hàng Gai à? Lúc này tôi mới kể ông nghe câu chuyện. Tôi thấy sắc mặt ông nặng nề hơn lúc ở Bắc Ninh khi nghe tin bà làng Lim mất. Tôi kể là bà chờ ông ấy hơn chục năm, sau rồi tuyệt vọng, không thể nào chờ được nữa, thì bà mới lấy ông Lâm, sinh được hai người con. Một câu chuyện chẳng đi đến đâu, nhưng cho thấy tình cảm của người phụ nữ sâu nặng, không bao giờ đo đếm được. Mãi sau này, biết nhiều chuyện của ông, tôi vẫn không dám hỏi ông một câu. Cháu không hiểu chú có cái gì mà phụ nữ người ta tin tưởng và yêu quý chú đến thế. Người ta chờ chú từ năm 1950 đến tận năm 1964, hơn chục năm tuyệt vọng, mà chỉ có chục ngày ở gần nhau, còn chưa cầm tay nhau bao giờ. Tất nhiên, tôi không dám hỏi ông câu đó, chỉ để trong lòng, mãi mãi không có lời giải đáp. Mỗi lần nhớ về câu chuyện cô gái làng Lim ôm ấp trong mình tình cảm gần nửa đời người dành cho ông ba, tôi vẫn không khỏi bồi hồi. Không biết bà Thanh có biết chuyện này không, nhưng tôi nghĩ là ông ba không kể với bà. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.